Như bản lĩnh chính trị anh tốt, anh không bị đứa nào lôi kéo thì làm gì mà tham nhũng. Nếu đạo đức anh trong sáng, anh giữ gìn liêm sỉ thì làm gì phải đi tham nhũng. Cái đó là cái gốc. Nó bảo bây giờ nó lắm mẹo lắm, nó đi vòng quanh, nó trả trực tiếp đâu. Nó qua trung gian, nó qua vợ con, nó qua bạn bè. Phải tỉnh táo chứ. Tiêu cực là cái đây này. Anh nào tiêu cực chỗ này tôi cũng xử này. Xin điều tiêu cực mà lại kể mênh mông ra thì không phải trách nhiệm chức năng của ban chỉ đạo chúng ta. Thì các đồng chí hiểu cho cái chỗ đó như vậy để cho thống nhất rất cao này. Nhưng mà nếu mà mở rộng ra thì không làm được đâu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần nữa khẳng định, nhìn lại từ đầu năm đến nay, sau thành công đại hội đảng lần thứ 13 và bầu cử quốc hội là thực hiện công tác nhân sự, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ trung ương xuống địa phương, nhưng công tác phòng chống tham nhũng không dừng, không nghỉ. Ta quyết tâm làm việc nào đi việc ấy chứ. Chống dịch là chống dịch, sản xuất là sản xuất, chống tham nhũng là chống tham nhũng. Tiêu cực chứ không phải vì dịch thì lại ta không chống. Đấy, cái lập luận là không đúng. Mà thực tế vừa qua là làm rất là tốt. Không phải chỉ trên nóng nữa, bây giờ dưới cũng nóng rồi. Tỉnh, bao nhiêu tỉnh ta tự làm rồi. Ủy ban kiểm tra có cái lợi thế là đi kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Ai cấm được tôi? Điều lệ cho phép, có dấu hiệu là tôi đi kiểm tra. Các anh cứ coi chừng, đấy là răn đè đấy, kể cả cá nhân. Nhiều nơi làm tốt ấy, tôi cũng định sắp tới nơi là làm tốt ấy, ta phải biểu dương. Nơi làm tốt có khi tôi xuống thăm, biểu dương về cái công tác phòng chống tham nhũng này. Ngành nào làm tốt, tôi cũng sẽ đến. Làm với tinh thần, ta có lùi lại đâu. Tôi chỉ nói khái quát thôi, còn con số các vụ việc trong này nó minh họa cho tất cả cái đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt yêu cầu các cơ quan chức năng và các thành viên ban chỉ đạo phải phối hợp thật nhuần nhuyễn và nêu gương. Mong các đồng chí hết sức giữ gìn, phải thật sự gương mẫu, thật sự là thanh kiếm và lá chắn. Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững. Nhưng mà cái tâm phải trong sáng, cái đức phải tốt. Chứ nếu không là tôi cũng xử anh cả về cái tội đức. Tôi cứ nói thật, phải hết sức tỉnh táo, giữ mình cho trong sạch. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Và phải có một cái sự phối hợp, ăn khớp với nhau, đồng chí với nhau. Nói nhiều lần rồi, đừng cua cậy càng, cá cậy vây. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay thì chả làm được. Thì phải rất công tâm khách quan vì sự nghiệp chung. Có những cái phải biết chờ đợi nhau. Ngày xưa Bác Hồ dùng một chữ ấy, nói trong nội bộ Bộ Chính trị, phải biết lắng nghe nhau, phải biết chờ đợi nhau. Hôm nay tôi phải nói lại là cái ban chỉ đạo của chúng ta phải mẫu mực thì mới có thể đi làm được người khác. Công tâm, khách quan, trong sáng, vô tư, nắm luật pháp, nhưng lại có tình, có nghĩa. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo, nhất là đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế, vi phạm quy định quản lý đất đai, quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Bình Dương, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và các vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh thành phố, vụ án xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm như vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo đã thống nhất việc đưa xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ đảng viên liên quan đến các vụ án vụ việc sau đây vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. 1. Việc xử lý cán bộ đảng viên tiêu cực liên quan đến vụ án buôn lậu, vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ hàng hóa qua biên giới và vụ án đánh bạc tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang. 2. Việc xử lý cán bộ đảng viên tiêu cực trong vụ án thi tuyển công chức tại tỉnh Phú Yên. 3. Việc xử lý cán bộ đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Xào Nam. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo đã cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo
sửa đổi bổ sung và quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo sửa đổi bổ sung.